Long An đã tiếp nhận 2.366 trang thiết bị và 605.000 dịch tư phòng hộ từ các đơn vị tài trợ và kịp thời phân bổ cho các đơn vị điều trị COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Hậu Nghĩa được trang bị hệ thống oxy trung tâm. Hiện hai bệnh viện này đã lắp đặt xong và đang hoạt động. Hơn 500 bình oxy được trang bị cho Bệnh viện tầng 3, Bệnh viện tầng 2 và tầng 1. Hơn 337 máy thở, gồm máy thở chức năng cao, máy thở xâm nhập máy thở dòng cao HFNC và máy thở sách tay cũng được kịp thời phân bổ trong đợt này. Các đơn vị cũng được phân bổ thêm máy lọc máu, máy chụp x-quang di động, máy đo SPO2 kẹp tay và cầm tay, monitor theo dõi bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR cũng được tăng cường với 12 máy, công suất là 3.300 mẫu đơn một ngày. Ngoài ra, còn có nhiều trang thiết bị chuyên môn khác.